Người có trí thích nghe Phật pháp, gìn an vui, hạnh phúc, thông dong. Như hồ sâu thẳm nước trong, không gì khuấy đục cõi lòng tình thanh. Bậc hiền trí không còn chấp mắt, người tịnh thanh bỏ được dục tham. Sống trong nghịch cảnh thuận duyên, tâm không dao động, vui buồn chẳng sao. Chẳng vì ngã hay người nào khác mà tạo điều độc ác gian tham. Chẳng vì con cái giàu sang, chẳng vì ngôi vị trên ngàn muôn dân. Người có trí công bằng ngay thật, giới hành tròn đạo đức thanh cao, noi theo chánh pháp cao sâu, phát huy tuệ giác làm giàu lương tâm. Đại đa số quẩn quanh ba cõi, ít có người vượt khỏi bờ mê. Đa phần chẳng chịu trở về con đường giác ngộ, đề huệ chánh chân. Với những kẻ thực hành pháp Phật, khéo giảng tuyên tỉnh thức cõi tâm.